Thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề AutoCay. Đó là một cái phương pháp điều trị khá là mới ở Việt Nam. Và dù ở trên thế giới thì nó đã có thực hiện từ trên 10 năm nay, nhưng mà Việt Nam thì mới trong vòng khoảng 1-2 năm nay mà thôi. Thì đây là một cái phương pháp chỉnh hình giác mạc không cần tới phẫu thuật. Như vậy thì cái phương pháp này có thể thực hiện được cho những đối tượng như thế nào, và với cái biên độ điều trị ra làm sao, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Về cái đối tượng điều trị thì thực tế mà nói là AutoCay thì không giới hạn về tuổi. Tuy nhiên là thường là đối với trẻ em thì chúng tôi thường khuyên là sẽ dùng cho những trẻ mà bắt đầu có thể tự chăm sóc được bản thân. Ví dụ như những cái trẻ khoảng độ 8 đến 10 tuổi trở lên, bởi vì ở cái tuổi này các cháu có thể đã tự chăm sóc được bản thân mình, chăm sóc mắt cho mình, tự tháo lắp kính được mà không cần sự phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Còn đối với người lớn thì thường là do cái nguyên tắc của điều trị của cái AutoCay, cái lens AutoCay có nghĩa là nó sẽ ép lên trên cái bề mặt của cái giác mạc và nó làm phẳng cái phần trung tâm của giác mạc. Đối với người lớn thì thường là cái khả năng mà ép đấy do cái độ cứng của cái giác mạc của người trưởng thành nó cao hơn, do đó là cái tác dụng nó sẽ chậm hơn và nó lâu hơn. Thế do đó là AutoCay hầu hết là sẽ sử dụng cho trẻ em. Và bên cạnh cái tác dụng điều trị cận thị như vậy, AutoCay còn có thể giúp cho, qua các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là với những cái trẻ mà đeo cái kính, cái lens AutoCay này đó, thì cái mức độ tiến triển, tức là mức độ tăng cận nó cũng sẽ chậm hơn, và thậm chí có những một số cháu là nó ngưng, nó không tăng độ cận. Chính vì như vậy thì nó sẽ giúp ích cho vừa cái chuyện điều chỉnh về thị lực, vừa có cái việc mà làm giảm cái tốc độ tăng cận cho trẻ em, là một cái điều mà các bố mẹ rất là quan tâm. Tuy nhiên là AutoCay thì chỉ điều trị được cho những cái bệnh nhân cận thị mà thôi, và hầu hết là chúng tôi sẽ khuyên điều trị cho những bé mà từ 6 độ trở xuống. Còn đối với những cái trẻ mà trên 6 độ cho tới 10 độ thì chúng ta cũng có thể điều trị, nhưng mà phải với một cái kính rất là đặc biệt, được chế đặc biệt dành riêng cho em bé đó. Và cái tác dụng của nó có thể nó không hoàn toàn, có nghĩa là cháu không thể khử được hết hoàn toàn độ. Có một số cháu vẫn cần phải đeo thêm một cái kính, nhưng mà cái kính đấy nhẹ hơn là cái kính ban đầu rất là nhiều. Cái đấy sẽ tùy theo cái chuyện bác sĩ cùng với cả bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tư vấn và nói chuyện để xem chúng ta có chọn cái phương pháp điều trị này cho những trẻ cận nặng hay không. Chúng tôi cũng sẽ giải thích hết những cái ưu và nhược điểm để cho gia đình có đủ thông tin để điều trị cho trẻ. Thế còn lại thì đối với cả AutoCay thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm gì? Thứ nhất thì đây cũng là một cái dạng kính sát tròng, nhưng mà tuy nhiên là cái kính này thì đeo vào ban đêm thay vì cái kính mềm mà chúng ta thường là đeo ban ngày, buổi đêm tháo ra. Còn AutoCay thì chúng ta sẽ chỉ đeo ban đêm, còn ban ngày chúng ta lại tháo ra. Và AutoCay nó được chế tạo bởi những cái chất liệu rất là đặc biệt để giúp cho tăng cường nuôi dưỡng oxy, thẩm thấu oxy, rồi là cũng như là nước, dịch, nước mắt để nó qua cái kính, giúp cho cái mắt nó vẫn giữ được cái dinh dưỡng và nó không có bị ảnh hưởng. Dù là như vậy đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ một số những cái điều kiện, ví dụ như chúng ta vẫn cần phải nhỏ nước mắt thường xuyên, và tất nhiên là chúng ta sẽ phải qua một cái khám, thăm khám chuyên gia của các cái chuyên gia, những bác sĩ mắt hoặc là những cái chuyên viên về cái kính sát tròng. Rồi trong cái quá trình thăm khám thì các bạn sẽ, sau khi mà lắp đặt chọn được một cái kính phù hợp rồi, thì các bạn cũng giống như là cái kính sát tròng mềm, các bạn cũng vẫn phải đi tái khám theo định kỳ, theo đúng hẹn của các bác sĩ để người ta đánh giá cái kết quả điều trị, đánh giá cái sự khỏe mạnh của giác mạc để điều chỉnh hoặc là điều trị nếu mà cần thiết. Có một số trường hợp chúng tôi gặp là bệnh nhân nhiều khi đeo không có đủ thời gian, ví dụ như là thức khuya nhiều, cái thời gian đeo trong ngày, trong đêm đó thì ít nhất là phải 8 tiếng, nhưng mà có một số trường hợp bệnh nhân chỉ đeo được 4 hoặc 6 tiếng thôi. Thì khi mà đeo như vậy thì nó sẽ không đủ thời gian tác dụng ở trên cái, không đủ thời gian ép, không đủ thời gian để chỉnh hình ở trên cái giác mạc. Do đó là cái kết quả ngày hôm sau có thể bệnh nhân sẽ không được tối ưu, ví dụ như là không thể về 0 độ mà vẫn còn một ít độ. Thế rồi là một cái điểm nữa là thường thì cái tuổi thọ của cái kính AutoCay là 1 năm. Thế do đó là sau 1 năm thì chúng ta nên thay kính. Như vậy thì với một cái kính mới nó sẽ ít cái bám đọng những cái protein hoặc là những cái chất mà nó bám dính ở trên cái bề mặt, thì cái chất lượng của cái kính tốt hơn và nó cũng sẽ giúp cho cái giác mạc của chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì cũng tương tự như là cái kính sát tròng mềm, thì khi mà các bạn, trước khi các bạn lắp đặt kính vào mắt thì các bạn cũng phải rửa tay sạch sẽ, và trước khi tháo kính ra chúng ta cũng phải rửa tay sạch sẽ. Cái kính lens AutoCay nó cũng sẽ có một cái hộp đựng chuyên biệt và những cái dung dịch ngâm chuyên biệt, có dung dịch rửa chuyên biệt để nó có thể tẩy rửa các cái chất protein, chất mỡ nhầy nó bám ở trên từ cái nước mắt nhân tạo của chúng ta tiết ra, nó bám ở trên kính. Thì chúng ta cần phải tuân thủ cái việc mà chăm sóc hoặc là những cái thao tác tháo vào lắp ra cho nó đúng để không có làm tổn hại đến mắt, và nó đảm bảo cái hiệu quả điều trị cũng như là giữ cho cái đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh. Hướng dẫn đeo kính AutoCay tại nhà. Bước 1. Rửa tay sạch và lau khô.
luôn để khay sạch trước mặt trong khi tháo hoặc lắp kính. Bước tiếp theo, nhỏ nước mắt nhân tạo vào hai mắt. Sau đó rửa kính bằng thuốc rửa chuyên biệt và tráng lại bằng nước muối sinh lý. Để kính trên đầu ngón trỏ của tay phải, nhỏ một giọt nước mắt nhân tạo vào lòng kính. Dùng ngón giữa tay phải kéo mi dưới xuống, dùng ba ngón tay giữa của tay trái giữ mi trên. Sau đó đặt nhẹ kính tiếp xúc vào giữa tròng đen. Thả nhẹ hai mi, chớp mắt và nhắm mắt lại sau vài giây. Cách tháo kính AutoCay. Các bước đầu tương tự như lúc đeo kính. Bước tiếp theo, dùng ngón giữa tay trái giữ mi trên, áp đầu mút que gỡ kính vào phần dưới của tròng đen khoảng 2/3 để giữ kính. Nhẹ nhàng rút dụng cụ có kính ra khỏi tròng đen. Xoay và trượt que gỡ kính theo chiều cong của kính để tháo kính tiếp xúc ra khỏi que gỡ kính. Nhỏ nước ngâm kính vào hộp đã để khô từ tối hôm trước và để kính vào trong hộp. Như vậy thì tôi nghĩ là với những cái thông tin ngắn gọn như vậy, các bạn có thể biết cách để chăm sóc mắt của mình khỏe mạnh với một cái phương pháp điều trị mới là AutoCay. Không cần phẫu thuật mà chúng ta vẫn có thể khử được cái độ cận của chúng ta, hoặc là hết độ hoặc là giảm độ cho bệnh nhân. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại ở chuyên đề sau.